Thử tưởng tượng có một ngày đẹp trời, bạn mở cửa tiệm, đã làm logo và đang định đi đăng ký bản quyền thì bùm, đã có ai đó bách mất logo của bạn. Cảm giác của bạn là gì? Cái... Chào mọi người, đây là Hidden Drama. Có thể bạn chưa biết, vào ngày 10 tháng 5, Đỗ Misi đã kể về việc là công ty lorebusiness.vn đã đăng ký sử dụng logo thương hiệu Misi Food của mình trong bộ tộc Misi Gaming, một group của streamer nổi tiếng này. Misi Food chính là thương hiệu được Đỗ Misi tạo ra, là nơi để cho vợ anh kinh doanh đồ ăn vặt. Và nếu bạn cũng chưa biết thì Đỗ Misi tên thật là Phùng Thanh Độ, sinh năm 1989. Anh quê ở Cao Bằng, hiện tại đang sống và làm việc tại Hà Nội. Từng video hay là buổi livestream của anh được rất là nhiều game thủ đón xem vì cách nói chuyện rất là vui vẻ và hài hước, có phần thô nhưng mà rất là thật. Hiện kênh YouTube của anh đã đạt hơn 1.3 triệu lượt theo dõi. Cụ thể thì chiếc status như sau: hai anh em, hôm nay có chuyện cay vơ lơ. Misi Food là thương hiệu mình lập ra từ xưa để vợ mình làm, đến giờ cũng đã có một lượng khách nhỏ trung thành. Lợi nhuận của Misi Food chưa bao giờ là điều mình quan tâm, chỉ là công việc và đứa con tinh thần để vợ mình nuôi lớn hàng ngày. Nhưng mà đến hôm nay, khi mình đi đăng ký hình ảnh logo với Cục Sở hữu Trí tuệ thì đã thấy lại có người lấy mất rồi. Mình có liên hệ với bên công ty đang lấy logo thì bên ấy cười đểu và tỏ ra thách thức, nên mình cũng lo lắng hoảng sợ và chưa biết phải làm gì. Giờ đang cảm thấy buồn vơ lờ anh em ạ, đời luôn có những thằng ăn trên công sức của người khác. Theo Đỗ Misi thì cơ sở trên làm vậy với mục đích là để làm tiền, đăng ký trước sau đó thì đem bán lại. Và chỉ sau 1 giờ bài đăng này xuất hiện thì trang fanpage của công ty LOB.vn đã nhanh chóng bị report liên tục đến nỗi page đã phải sập hoàn toàn. Trước tình huống này thì những người hâm mộ của Đỗ cũng đã nhanh chóng có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều. Một số người đã lên tiếng ủng hộ rằng Law Business đã có những cái dấu hiệu khôn lỏi khi mà lợi dụng sự thiếu cẩn thận của Đỗ khi đã không đăng ký logo từ sớm. Nhưng mà có một số thành viên lại cảm thấy đây là một hành động không hề đúng đắn, bởi vì trên thực tế trong việc kinh doanh thì việc tranh chấp thương hiệu là một điều thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, dù ai đúng ai sai thì cũng còn nhiều cách khác để có thể lấy lại tên thương hiệu, chứ không phải là thấy bất bình lại cứ hùa nhau đánh sập một page nào đó. Thậm chí nhá, có nhiều người nhầm lẫn còn comment chửi, cũng như là rate hay là report cho vị luật sư kể trên, nhưng mà lại vào page của Misi Food để làm điều đấy. Sau đó thì Đỗ Misi đã xóa bài viết kể trên, đồng thời livestream kêu gọi mọi người dừng comment hay là rating trên Facebook để anh có thể nhanh chóng thu xếp được mọi chuyện. Nhiều người chọn cho mình một cái nghề để bảo vệ những người bị hại, bảo vệ cho bên yếu hơn, đấy là luật sư. Nhưng mà trong một cái rừng luật sư đấy lại có những thằng luật sư người ta gọi là luật sư bẩn. Cảm ơn Misi nha. Nó chuyên đi tìm những cái công ty hay là tìm những cái thương hiệu nào mà chưa đăng ký bản quyền là nó mang cái logo này nó đi đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ trước. Sau đấy chỉ đợi bên kia liên hệ lại và search ở trên kênh YouTube, trên Google, nó sẽ ra công ty của nó và gọi điện đến để nó làm tiền. Có thể nói đây cũng là một cái sự sơ suất của anh Đỗ Misi khi mà không đi đăng ký bản quyền thương hiệu từ sớm. Thế nhưng mà chắc là anh cũng chỉ đơn giản nghĩ là đây là một cái thương hiệu nhỏ và chỉ là để cho vợ phát triển kinh doanh thêm cho vui thôi. Cho đến khi mà đi đăng ký logo thì mới tá hỏa phát hiện là logo này đã được đăng ký từ tháng 12 năm 2018. Vào hôm qua ngày 14 tháng 5 thì đại diện của công ty đã đăng ký sở hữu bản quyền logo Misi Food. Một người có kênh YouTube tên Luật sư X đã đăng video giải thích tại sao mình lại làm như vậy. Người này tự xưng là một luật sư có hiểu biết rõ ràng về mặt pháp luật, đặc biệt ở mảng kinh doanh, doanh nghiệp. Nội dung chính của đoạn clip giải thích khá dài về việc tại sao anh ta lại đăng ký logo Misi Food. Đồng thời thì anh ta cũng chia sẻ thêm, mục đích của việc làm đó chính là để tặng lại cho chính Đỗ Misi như là một món quà. Và bên cạnh đó thì luật sư X cũng cho rằng là không hề có chuyện đăng ký logo để đem bán. Vì chúng ta có thể tra cứu thấy là nếu để mua bán phải có hàng loạt logo hoặc là đăng ký thông tin ảo để tránh bị tìm ra. Ngoài ra nhân vật này cũng khuyên mọi người là nên có cái nhìn đa chiều và tránh bị dắt mũi vào những cuộc spam report trên mạng mà chưa hiểu rõ tường tận vấn đề. Và anh này cũng cho rằng là nó chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh ta cả. Trong video thì luật sư X cũng đề cập là thời gian để nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là khoảng 24 tháng, hiện tại thì đã được 6 tháng. Vì thế luật sư này muốn chờ đến khi hoàn tất mọi thứ thì mới bàn giao lại cho Đỗ Misi. Cái này thì mình mới đi tìm hiểu trên Google thì thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được chia thành các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký. Đầu tiên là thẩm định đơn hình thức sẽ mất khoảng 1 tháng. Thứ hai là đăng công báo sở hữu công nghiệp mất khoảng 2 tháng. Thứ ba là xét nghiệm nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu mất khoảng 9 tháng. Thứ tư là thông báo cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khoảng 1 tháng. Như vậy, tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của luật sở hữu trí tuệ là 13 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Tuy nhiên, trên thực tế thì thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thường kéo dài từ 18 đến 24 tháng tính từ thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Đấy là những cái thông tin mình tìm hiểu được. Thật tóm lại là sau cái video này thì nhiều fan của Độ Mixi lại tỏ ra hết sức khó chịu bởi vì họ cho rằng cái thái độ của vị luật sư trẻ tuổi này mang tính thách thức. Ngoài ra họ cũng chỉ ra một số điểm bất hợp lý, đặc biệt là trong phương thức liên lạc với Độ Mixi để trao tặng. Bạn lấy cái logo đấy với mục đích gì? Sao bạn không đăng ký bằng công ty luật sư X mà phải qua công ty con? Họ đã sử dụng từ 2017. Bạn không tư vấn để họ đăng ký mà bạn đăng ký luôn. Về mặt pháp lý các bạn đúng, còn thực sự thì các bạn cũng chỉ là những thằng ăn cắp thôi. Đăng ký để tặng nhưng mà liên hệ người ta không phản hồi rồi vẫn một mực đi đăng ký. Trong vid ông có nói là ông Độ không rep, thế tại sao không đưa bằng chứng hình ảnh tin nhắn đó? Luật sư mà miệng lưỡi lươn lẹo, mồm nói fan Độ cuối vid thì chê bai nào là 30 tuổi, nào là không giữ được cái đầu lạnh, rồi thì thách thức các luật sư giấu mặt khác. Thậm chí chính Độ Mixi cũng đã lên tiếng. Hai anh em, nhiều anh em thắc mắc nên mình cũng muốn nêu lên quan điểm của mình một chút. Mình không quá khó để liên lạc, nhất là vấn đề về công việc. Nên việc người ta có mang logo của mình đi đăng ký tên người ta để sau bản giao lại nghe nó cứ hơi buồn cười. Cách đây một năm, tên miền micigaming.com của mình bị mua mất. Giờ mình cũng chưa liên hệ được bạn mua, cũng không biết là ai, nhưng mình cảm thấy yên tâm vô cùng. Tại sao thì các bạn gõ thử để thấy sự khác nhau giữa hai vụ việc. Cái logo, nó là chất xám của mình, là đứa con tinh thần mà vợ chồng mình nuôi nó. Dù có lớn lên hay gầy đi thì mình vẫn vui vì nó là của mình. Nói về luật hay những chiêu trò để nổi tiếng thì cả cộng trừ nhân chia và chính tả tiếng Việt mình đều không giỏi. Nhưng về cách sống đạo lý trước sau thì mình tin là đủ dùng. Xã hội này nhiều kiểu người, nhiều số phận, nhiều cách kiếm tiền. Sống sao đừng để người ta khinh, để sau khi già hết sức lao động rồi còn có người bầu bạn, có người chơi cùng là tốt lắm rồi. Đúng sai thế nào để mọi người tự phán xét. Còn cá nhân mình thấy bị cướp và mình sẽ làm tất cả để đòi lại tài sản của gia đình. Tái bút logo này là logo mình vẽ từ tháng 10 năm 2017, phiên bản đầu tiên của Mixi Food. Rồi các bạn thấy sao ở vụ việc này? Hãy comment, chia sẻ ý kiến xuống bên dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hit hard drummer hit rồi, bye bye.